trần duy phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức thời sự ngày hôm nay vẫn nhắc lại quý vị nào muốn mua tạp chí quốc phòng có thể liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết đây là tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt hải ngoại chuyên về các tin tức quốc phòng ở á châu thái bình dương và ấn độ dương ghi nhận lại tất cả những biến cố những cuộc đối đầu và các cuộc tập trận diễn ra tại đây. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức của chúng ta. Đầu tiên hết, cả Hoa Kỳ lẫn Liên Quốc lo ngại về tình trạng mà vị tổng thống bị đảo chánh là Mohamed Bazoum à, có nguy hiểm về sức khỏe. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ và Liên Quốc đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe và an toàn của vị tổng thống dân cử là Mohamed Bazoum, người đã bị à, giam lỏng hai tuần lễ trước đây sau một cuộc đảo chánh chúng tôi rất là lo ngại về tình trạng sức khỏe và cá nhân của ông 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 ta về sự an toàn cho ông ta và gia đình của ông ta phát công viên của tòa bạch ốc và của bộ ngoại giao đã đưa ra lời phát biểu như trên trong khi đó thì phía cái uh, cơ quan đặc trách về vấn đề uh, cộng đồng kinh tế dành cho các quốc gia ở tây phi gọi tắt là ECOWAS đã lên tiếng và nói rằng các nhà uh, những người thực hiện cuộc lãnh đạo này có tới ngày thứ bảy là phải uh, trả tự do và để cho ông được tự do và nhóm ECOWAS này trong thư ngày thứ năm cho biết họ sẽ duyệt xét tất cả các cái uh, đề nghị và các cái giải pháp không có một cái đề nghị một cái giải pháp nào mà đưa ra khỏi bàn và tất cả kể cả việc mà sử dụng lực lượng vũ trang vào à, là giờ chót đó là lời phát biểu của à, tổng thống của nigeria là bubu bolatinupu người là, đang là chủ tịch của ecowas cho biết như trên và chúng tôi vẫn đang ủng hộ cho niger trong cái chuyến hành trình này và quay trở lại một cái nền dân chủ và ổn định đây được xem là một trong những lời lo ngại của phía hoa kỳ và phía liên hợp quốc tổng thư ký của liên hợp quốc đã lên tiếng và nói rằng ông ta rất lo ngại về tình trạng những cái phát triển về điều kiện đang sinh sống của ông Bazoum và gia đình của ông đang bị giam lỏng tại đây đây được xem là một trong những cái Chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc đảo chánh tại Niger và ông Bazoum đã bị đảo chánh vào ngày 26 tây tháng 7 vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, tổng thống của Brazil là ông Lula cho biết ông ta sẽ yêu cầu cả Tập Cận Bình lẫn Joe Biden là đầu tư thêm vào Brazil. Bản tin từ Rio de Janeiro thì à, tổng thống của brazil là ông luiz à, inácio lula da Silva trong ngày thứ sáu lên tiếng cho biết là quốc gia của ông hoan nghênh việc nhận các nguồn đầu tư từ những quốc gia đang có nền kinh tế phát triển mạnh và ông ta công bố một cái chiến lược về tăng trưởng kinh tế với nguồn đầu tư ước lượng lên tới 350 tỷ mỹ kim ông Lula đã phát biểu rằng ông ta sẽ yêu cầu các đối tác của ông ta, bao gồm cả Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden sẽ đầu tư thêm vào Brazil. Và ông ta nói rằng các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu cũng sẽ được mời để mà đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin. Chúng ta phải đưa thế giới vào các cái dự án và trong đó chúng ta sẽ bán họ đó là một trong những lời phát biểu của ông ta đưa ra và trong đó ông ta nói rằng chúng tôi muốn có thêm những nguồn đầu tư tại Brazil và tôi nói với ông Biden là Hoa Kỳ cần phải à, đã, đã đầu tư quá nhiều vào các cuộc chiến và bây giờ họ phải nghĩ việc đầu tư vào Brazil đây là lời phát biểu của ông ta trong khi đó thì ông ta nói rằng ông ta sẽ thúc đẩy tập cận bình đầu tư thêm vào Brazil. Đó là lời phát biểu của Tổng thống cánh tả của Brazil. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và theo tường trình của hãng thông tấn AP, 6 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bởi lực lượng người kết ở phía bắc của Iraq, theo tường trình của Ankara. Ankara cho biết, Bản tin từ Istanbul, bộ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày thứ năm cho biết là đã có một cuộc tấn công diễn ra và trong đó lực lượng à, binh sĩ người kết đã tấn công vào lực lượng của họ ở phía bắc Iraq khiến cho 6 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng. Cuộc tấn công này là nhằm trả đủ các cuộc không tập đã khiến cho bốn thành viên của lực lượng người Kurd gọi tắt là PKK vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là ngoài vòng pháp luật bị thiệt mạng vào ngày thứ Năm theo tường trình của thế giới truyền thông sội đã đưa ra. Và cuộc bạo động mới nhất này diễn ra kéo dài cả tháng giữa lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng của người Kurd ở đây và trong đó diễn ra ở tại Iraq và Syria. Ankara đã lên tiếng và xem đảng PKK này là một cái đảng ngoài vòng pháp luật và cáo buộc rằng các nhóm người kết ở Syria và Iraq là các tổ chức khủng bố. Và trong đó họ nói rằng là phải À, những ai chứa chấp cho các cái thành viên của pkk đều sẽ trở thành đối tượng mà bị à, tấn công bởi phía của thổ nhĩ kỳ hiện nay vẫn chưa biết là phía chính quyền iraq sẽ nói chuyện như thế nào trước đó thì chính quyền ở phía bắc do nhóm người khét tự chủ tại đây nói rằng có hai cuộc tấn công bằng drone của thổ nhĩ kỳ diễn ra vào ngày thứ tư tấn công vào một cái à, khu vực tỉnh gọi là sulaymaniyah à, nhắm vào mục tiêu của các chiếc xe của pkk và sát hại ít nhất là hai người và gây thương tích cho bốn người khác trong khi đó thì lực lượng của thổ nhĩ kỳ đang tuần tra ở tại biên giới của Iraq đã trở thành mục tiêu và Borda, các nhóm dân quân PKK, PKK đã thực hiện cuộc tấn công vào ban đêm và đã sát hại ít nhất là 6 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là một trong những cái cuộc xung đột ở biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria, nơi mà các người Kurd đang dự tính là sẽ thành lập một quốc gia của họ ở tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết giá dầu và xăng đã tăng liên tục trong 7 tuần lễ vừa qua và giữa lúc mà mùa hè nóng bức đang đòi hỏi nhiều năng lượng. Giá dầu thô đã tăng 1% vào ngày thứ sáu và trong đó được xem là kéo dài liên tục trong 7 tuần lễ qua theo tường trình của cơ quan đặc trách về năng lượng quốc tế của Hoa Kỳ IEA cho biết như trên giá dầu thô đã gia tăng 85 sen hay còn gọi là 1% ở mức là 87 đồng 25 sen cho một thùng dầu thô theo à, báo cáo từ ngày hôm thứ sáu và trong khi đó thì giá dầu thô của Texas cũng đã gia tăng 82% cũng là 1% ở mức 83 đồng 64 sen à, căn cứ theo cái căn bản mỗi một tuần và gia tăng hơn 1% và cơ quan IEA trong ngày thứ sáu ước lượng toàn cầu đang đòi hỏi rất là nhiều là khoảng 1.103 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày từ tháng 6 và có thể sẽ gia tăng mức nhiều hơn trong tháng 8 năm nay và trong khi đó thì Saudi Arabia đã cắt giảm cái lượng trữ lượng sản xuất về dầu thô và Nga cũng đã chuẩn bị cắt giảm cái sự sản lượng của họ trong khi đó thì giá dầu thô vẫn tiếp tục tăng cao và trong năm tới thì các chuyên gia đã để cho biết là sức đòi hỏi mức tăng trưởng là một triệu thùng dầu thô mỗi một ngày giảm đi 150.000 thùng dầu thô so với lại một năm trước đó vào ngày thứ năm thì tổ chức đã đặt trách về các quốc gia sản xuất dầu hỏa gọi tắt là OPEC dự tính là giá dầu thô ở mức là 2 đồng 2.25 triệu thùng dầu thô cho năm 2024 so với 2.44 triệu thùng dầu thô trong năm nay và hầu như là họ cho rằng mức tiêu thụ đã tăng lên khá nhiều. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía Hoa Kỳ đưa ra và cho thấy giá xăng đã tăng liên tục trong 7 tuần qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản tin khá đặc biệt, một trong những nhân vật gây đầy tranh cãi và là từng là luật sư của cựu tổng thống Trump, Michael Cohen, người đã chịu trách nhiệm trong cái vụ án của Tommy Daniel khi mà ông ta đã đưa tiền để bịt miệng Tommy Daniel chính thức là sẽ tìm cách ra tranh cử thay thế vị trí của dân biểu Napr ở tại New York. Bản tin mới nhất cho biết, thì Michael Cohen, cựu luật sư của cựu tổng thống Tổng thống Trump, đã ở một năm trong tù về tội gọi là lừa gạt và có những cái chiến dịch vi phạm về tài chính đang duyệt xét là sẽ ra tranh cử vào cái vị trí của ông Jerry Napr và ông Jerry Napr được xem là đã có 31 năm ngồi ở cái ghế của đảng dân chủ ở tại Manhattan nơi được xem là hoàn hoàn, toàn là blue uh, district tức là hoàn toàn là dân chủ ông Cohen đã xác nhận với tập Politico ông dự tính sẽ ra tranh cử trong vai trò là một thành viên của đảng dân chủ ở tại New York ở cái uh, district tức là địa hạt thứ 12 sau khi mà Senafa for uh, được xem là báo cáo cái cái tình trạng này và ông ta nói rằng ông ta đang có hứng thú để ra tranh cử và ông ta nói với lại công chúng là ông ta sinh sống ở phía đông của Manhattan và cho phép ông ta có quyền đại diện ở khu vực này. Trong khi đó thì ông Nadler đã phục vụ trong vai trò của đại Dân Chủ ở tại cái quỹ ban tư pháp Hạ viện từ năm 2019 và được xem là một trong những nhân vật tìm cách gọi là thúc đẩy cuộc đàn hạch đối với cựu Tổng thống Trump. Ông ta đã được cả, đã thắng cử chức dân biểu đầu tiên từ năm 1992. Trong khi đó thì ông Cohen đang đối diện với lại một cuộc chiến sẽ lâu dài bởi vì đây là nhân vật đầy quyền lực của đảng Dân Chủ. Và ông Cohen đã làm việc cho ông Trump trên 10 năm, bao gồm luôn việc làm việc cho tổ chức của Trump Organization. Và vị tổng thống này và cũng làm việc cho ông trong cái chiến dịch tranh cử năm 2016 và cả kể cả, cả của đảng Cộng Hòa Ông ta đã nhận tội trong cái việc vi phạm về chiến dịch tranh cử tài chánh và một số những cái tội khác và trong đó trong thời gian mà ông ta làm việc cho ông Trump và đã bị kết án tù từ tháng 12 năm 2018. Đây được xem là một trong những cái nhân vật khá đặc biệt sẽ ra tranh cử vào vị trí của ông Nadler, được xem là một nhân vật đầy quyền lực của Đảng Dân chủ ở New York và ông Nadler là một người gốc da đen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một thất bại lớn cho Đảng dân chủ khi quan tòa tại Arizona đã bác bỏ việc mà Đảng dân chủ không muốn cái đảng thứ ba có mặt ở trên lá phiếu bầu năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết một quan tòa tại Arizona đã bác bỏ một đơn kiện của Đảng dân chủ nhắm vào một cái đảng mới có tên gọi là No Labor Party và đây là một cái đảng mới mà họ cho rằng có thể sẽ gây ảnh hưởng và sẽ đem lại chiến thắng cho Donald Trump và đưa Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Động lý văn phòng của tiểu bang là adrian von đã chấp thuận đảng no labor được xem là một đảng trung tả trong đó vốn đã được thành lập từ đầu năm nay và một chánh án của tòa tối cao ở quận maricopa có tên là catherine cooper đã viết ra quyết định và đưa ra vào ngày thứ hai quan tòa Cooper đã bác bỏ cái lời yêu cái lời yêu cầu và quy trách nhiệm của đảng dân chủ cho rằng là cái đảng mới No Labour đã không đủ giấy tờ để mà nộp vào để chứng minh đây là một cái đảng hòa chính trị hoạt động. Tuy nhiên thì bà cho biết là bà cho phép đảng dân chủ có thể tái lập lại một cái đơn kiện khác và đưa ra một cái lời lập luận mới. Đảng No Labour cho biết họ đang tìm kiếm có tên ở trên cái phiếu bầu ở rất nhiều tiểu bang và trong đó hầu như họ muốn tập trung tất cả những thành phần ôn hòa của các đảng khác đã tụ tập ở tại đảng No Labour và điều này đang gây khó khăn cho phía Đảng dân chủ bởi vì nếu như bất kỳ một nhân vật nào đại diện cho Đảng Labour ra tranh cử tổng thống đều ảnh hưởng tới khối phiếu của ông Joe Biden và có thể đem lại chiến thắng vẻ vang cho ông Trump. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất và Đảng No Labour cho biết họ đã có rất nhiều những cái uh, việc hoạt động ở nhiều tiểu bang để có thể có tên trên phiếu bầu bao gồm của Alaska, Colorado và Oregon. Tuy nhiên, những cái tiểu bang này uh, được xem là cao như là Arizona thì cuộc chiến khác gây gắt bởi vì Joe Biden đã thắng tại đây với 10.000 phiếu và gần như là chiếm pha um, 0.5% và Joe Biden đã thắng ở một số tiểu bang khác dưới 1%. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm cản trở đảng thứ ba không để cho họ ảnh hưởng tới lá phiếu của Joe Biden trong mùa bầu cử năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền Joe Biden lại loan báo thêm việc đầu tư 1.2 tỷ Mỹ Kim trong các dự án mà họ nói rằng thu hút cái khí carbon từ cầu bầu không khí bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Biden đã thúc đẩy một cái dự án là 1.2 tỷ mỹ kim để hỗ trợ cho việc phát triển ít nhất là hai cái hệ thống hút khí carbon từ trên không xuống mặt đất và bộ năng lượng tức là doe đã công bố tất cả những cái đầu tư này và trong đó nhắm vào việc mà giảm đi cái khí carbon tức là co2 nhằm giảm đi cái tình trạng ô nhiễm trên toàn cầu trong một cái thông cáo báo chí được đưa ra vào ngày hôm qua 11 tây tháng 8 và sáng kiến này mà ông cho bên cho rằng là sẽ đầu tư trong cái nghị trình của người dân Hoa Kỳ và đoan chắc rằng chính quyền của ông ta sẽ tiếp tục thúc đẩy cái việc mà giảm đi cái sự phổ biến của khí carbon và trong dự án này thì nó sẽ được thực hiện ở texas và louisiana và đầu tiên hết là họ sẽ bắt đầu thực hiện ở hai tiểu bang này trước khi mà lan qua những tiểu bang khác để giảm đi tất cả tình trạng ô nhiễm của khí carbon không phải chỉ có việc là thấy ra khí carbon dẫn tới vấn đề gọi là khí hậu toàn cầu bị hâm nóng chúng ta cần phải hút lại khí carbon và những dự án này là cần thiết và chúng ta sẽ đạt tới cái tình trạng không có ô nhiễm từ đây cho tới năm 2050. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng đặc trách về năng lượng của Hoa Kỳ là Jennifer Graham đã đưa ra trong một bản thông cáo báo chí. Đây được xem là một cái mục tiêu mà trong đó họ sẽ tìm cách uh, chế tạo ra những cái hệ thống máy hút khí carbon từ không khí vào trong cái hệ thống này và biến chế lại thành một cái loại loại gọi là hợp chất và sản xuất ra bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái uh, dự án đầy tham vọng của Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự đáng chú ý trong phần tin lá cải mà tôi cho là lá cải ngày hôm nay là ông elon musk nhà tỷ phú hàng đầu của thế giới lên tiếng cho biết là cuộc đấu đài của ông với lại mark zuckerberg tức là người tổng giám đốc và là người sáng lập công ty meta tức là công ty facebook có thể sẽ diễn ra tại nước ý Bản tin mới nhất cho biết thì ông Elon Musk trong ngày thứ sáu nói rằng là cái cuộc đấu đã gọi là đấu đài mà ông ta đã thổi phòng lên trong những tháng qua với lại Max Zuckerberg có thể diễn ra tại nước Ý và sau khi mà giới chức tại đây xác nhận rằng đang có một cái cuộc đối thoại cho một cái big event tức là một cái một cái sự kiện lớn liên quan tới vấn đề về thiện nguyện trong khi mà hai tay này gọi là hai tay trùm về kỹ thuật đứng đầu thế giới à, vẫn chưa được xác nhận chính thức thì ông mới trên trang X Social Media Platform tức là trước đó gọi là trang Twitter đã lên tiếng cho biết tôi đã nói chuyện với thủ tướng của nước Ý về và kể cả bộ trưởng về văn hóa ông mới đã viết như trên khi mà ông nói rằng ông đã nói với bà Georgia Meloni và họ đồng ý là sẽ có một cái vị trí cho chúng tôi đấu trong khi đó thì ông Mark Zuckerberg đã bỏ trên cái trang Threads social con hình ảnh mà ông ta đang tập và đánh các cái MMA ở dưới cái sân nhà sau nhà của ông ta và đây là cuộc thách đấu bao gồm cả rất nhiều những cái chi tiết mà được xem là thế giới quan tâm bởi vì hai người này đều là hai ông trùm kỹ thuật. Tuy nhiên lần này họ lại thách đấu trên võ đài bằng MMA và tôi rất là thích về thể thao và tôi sẵn sàng để mà uh, có một ngày sẽ đấu với sự thách thức của Elon Musk. Đó là lời phát biểu của ông Mark Zuckerberg đã đưa ra và nếu ông ta đồng ý ngày thì uh, quý vị sẽ nghe từ tôi và cho tới lúc đó chúng ta sẽ có được cả cái sự đồng ý và thủ tướng của xin lỗi quý vị bộ trưởng văn hóa của ý là Gennaro Sagulano cũng đã xác nhận đã nói chuyện với ông Mết là làm cách nào tổ chức một cái sự kiện về thiện nguyện trong đó là được xem là chấn động lịch sử và nó sẽ không diễn ra ở tại Rome tức là không thể diễn ra ở tại thủ đô của nước Ý tuy nhiên có thể diễn ra một phần khác ở nước Ý đây được xem là một trong những cái cuộc đấu đài tuy nhiên cuộc đấu đài này thì lại mang ý nghĩa của vấn đề gọi là thiện nguyện và trong đó có gồm luôn sự hiện diện của cơ quan UNESCO là một trong những cái cơ quan bảo vệ di sản của thế giới và tất cả số tiền thu được sẽ được đóng trong vấn đề thiện nguyện. Trước đó thì à, mọi người cho rằng cuộc đấu này sẽ diễn ra ở tại Las Vegas mà không phải là một nơi khác. Tuy nhiên thì à, ông chủ của cái hệ thống đấu đài là UFC là Dana White đã lên tiếng và nói rằng à, mà Mike Tyson đã có cái khả năng đấu và đấu ở trong Las Vegas và với với cái mức mà lợi nhuận lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Và Mark Zuckerberg cho biết ông muốn làm việc với lại các tổ chức chuyên nghiệp như là UFC để mà tổ chức cái cuộc đấu đài này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng liên quan tới sự thách đấu lần đầu tiên của hai tỷ phú thế giới và cũng là hai ông trùm kỹ thuật của thế giới. Lần này lại chọn một cái sân đấu khác không phải đấu về kỹ thuật, không phải chạy đua về khoa học mà đấu bằng bắp thịt của chính mình tức là đấu võ đài trong cái giải MMA đó là bản Tình liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay đầu tiên hết là Liên Hiệp Quốc xác nhận về tình trạng lo ngại ở trong Bắc Hàn trong khi có một loạt những sự chỉ trích của các nhóm về tranh đấu cho nhân quyền. Bản tin từ Geneva cho biết thì cái cao quỹ Liên Hiệp Quốc đặc trách về nhân quyền đã đặc biệt bày tỏ sự lo ngại về tình trạng cưỡng bức làm việc ở tại Bắc Hàn từ Trung Quốc và một số nơi khác đang đối diện với cải các cái sự chỉ trích của các nhóm hoạt động cho nhân quyền là nói rằng đây là một sự im lặng không thể chấp nhận được. Trong đó thì à, Cao quỹ đặc trách về nhân quyền của Liên quốc là Volker Troth cùng với lại nhân viên của ông ta và hàng chục nhóm làm việc đã đưa ra một bản statement vào ngày thứ Sáu là nói là không quá trễ khi mà quan tâm tới vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và vấn đề à, gọi là đàn áp nhân quyền ở tại khu vực biên giới của Trung Quốc và Bắc Hàn. Đặc biệt là việc Trung Quốc đã trả lại tất cả những công nhân hoặc là những người dân của Bắc Hàn đào thoát qua Trung Quốc và bị ép buộc quay trở lại Bắc Hàn. Nhóm này bao gồm gia đình của những người đã bị bắt giữ đã gửi lại Bắc Hàn và những người đào tỷ Bắc Hàn gần như đã bị một cái cuộc trả đũa ngay gắt từ chính quyền của Bắc Hàn và trong đó thì Bắc Kinh dường như đã bắt hơi giữ tất cả những ai đào tị qua phía biên giới của họ và đưa họ trở lại Bắc Hàn và điều này dẫn tới một cuộc trả đũa rất là thảm khốc dành cho những người đi đào tị hiện nay có khoảng 2.000 người Bắc Hàn đã bị bắt giữ với tình trạng mà Trung Quốc mô tả là di dân bất hợp pháp và trong đó cho thấy rằng là họ đã tìm cách gọi là trả những người này về Bắc Hàn đây được xem là bản báo cáo mới nhất về tình trạng nhân quyền diễn ra ở biên giới Bắc Hàn và của Trung Quốc mà trong đó có sự cấu kết của Trung Quốc với chính phủ của Bắc Hàn. Hầu như là họ bắt tất cả những người đào tị trả về Bắc Hàn và tại đây những người đạo tị này đã bị trả thù một cách rất dã man và có những người đã bị bức tử ngay trong nhà tù. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Trung Quốc đã thúc giục Philippines là phải làm việc gần gũi với Bắc Kinh hơn trong vấn đề gọi là tranh chấp trên Biển Đông. Ngay sau khi mà xảy ra biến cố mà tàu hải giám của Trung Quốc đã xịt vòi rồng vào tàu tuần duyên và tàu chở lương thực của Philippines, thì Vương Nghị được xem là bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng và áp lực phía Philippines là phải làm việc với phía Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và không nên để có bàn tay đen của Hoa Kỳ để phá hủy ổn định và ở khu vực. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu rất nhiều hầu của Vương Nghị đã đưa ra trong chuyến viếng thăm 3 ngày tới Singapore, Malaysia trong tuần lễ này và ông ta hiện nay đang bay ra khỏi Trung Quốc và viếng thăm các quốc gia ở Châu trong vai trò ngoại trưởng kể từ khi mà Tần Cương đã rời khỏi chức này. Căng thẳng đã gia tăng ở tại Biển Đông sau khi mà tàu hải giám của Trung Quốc đã xịt vòi dòng rồng vào tàu của à, Tuần Duyên cũng như là tàu chở lương thực của Philippines ở trên bãi cạn gọi là Second Thomas Show, nơi mà đã có một chiếc tàu cũ mà vốn đã bị đắm ở ngoài biển từ thời đệ nhị thế chiến và được kéo lên bãi cạn ở Second Thomas Show và Philippines đã đưa các binh sĩ của họ ra đồn trú ở trên chiếc tàu đắm ở đệ nhị thế chiến này Trung Quốc yêu cầu kéo chiếc tàu này ra khỏi bãi cạn Second Thomaso nhưng Philippines cương quyết không kéo và còn đưa binh sĩ của họ tới trú đóng tại đây. Và sau đó thì Philippines đã đưa tàu chở lương thực tới cung cấp cho lực lượng binh sĩ của họ tại đây và đã bị Trung Quốc cản trở bằng tàu hải giám của họ. Điều này đã dẫn tới một sự căng thẳng gây gắt giữa Philippines và của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhật Bản cũng như Úc đã lên án gây gắt hành động của Trung Quốc. Nay thì Vương Nghị lại lên tiếng và cáo buộc Washington là quốc gia gây bất ổn và kêu gọi Philippines là phải làm việc một cách trực tiếp với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển đông và không nên để cho những quốc gia không có thềm lãnh thổ ở đây xen à, vào cái cuộc gọi là tranh chấp này. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Vương Nghị ngay sau khi. Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Philippines là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines sẽ cùng nhau tuần tra trên các khu vực biển do Philippines quản trị ở quần đảo Trường Sa nằm tại Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì phó tổng thống của đài loan đã bay tới hoa kỳ và chuẩn bị ghé qua bên chỗ new york trước khi mà ông tới paraguay để nhận cái để tham dự lễ nhận chức của tân tổng thống quốc gia này giữa lúc mà trung quốc tăng cường mức gọi là đe dọa tới đảo quốc đài loan Bản tin từ Đài Bắc cho biết, thì Phó Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã chính thức rời khỏi Đài Loan trong một chuyến đi đầy nhạy cảm ghé ngang qua Hoa Kỳ mà Trung Quốc đã lên án gây gắt việc này và gia tăng các cuộc tập trận của họ bắt đầu từ ngày hôm nay ở phía Bắc của Đài Loan. Ông Lai Ching Tê cũng là một ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đài Loan à, và trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng sắp tới sẽ ghé ngang qua Hoa Kỳ ở tại New York và trong lúc mà ông tới Paraguay để tham dự lễ nhận chức ở tại quốc gia này, Đài Loan và Washington cho biết việc mà ghé ngang này là không có vấn đề gì cả. Trong khi đó thì Trung Quốc cho rằng đây là hành động khiêu khích với Bắc Kinh và Bắc Kinh nổi giận đã thực hiện một cái cuộc gọi là tập trận ở phía Bắc của Đài Loan bắt đầu từ ngày hôm nay kéo dài 3 ngày và nói rằng phía Hoa Kỳ đã gây bất ổn bằng cách ủng hộ cho cái sự độc lập của Đài Loan. Trong lúc đó thì Trung Quốc vẫn cho đây là phần lãnh thổ của họ và cuộc tập trận của Trung Quốc sẽ kéo dài bắt đầu từ ngày hôm nay trong vòng 3 ngày tới. Bắc Kinh đặc biệt không thích ông La Chinh Tê bởi vì ông là người có khuynh hướng thúc đẩy mạnh mẽ cái độc lập cho Đài Loan và trong đó ông là một ứng cử viên dẫn đầu của đảng dân chủ cấp tiến và so với các đảng đối thủ là đảng nhân dân đài loan và trung hoa quốc dân đảng đều nằm ở dưới mức điểm mà thăm dò trong thời gian qua ông sẽ ghé qua new york và trong đó trên cái uh, social media tức là trên mạng xã hội đã cho thấy vào cái uh, chuyến bay của ông ngày thứ sáu và điều này cho thấy rằng là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy rất nhiều những cái quan hệ và tăng cường lại cái quan hệ sau khi mà đài loan đã mất một số quốc gia ở tại trung mỹ và nam mỹ Chuyến đi của ông sẽ ghé vào New York và chuyến về của ông sẽ ghé qua San Francisco. Và điều này lại tiếp tục gây nổi giận cho Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên Mông Cổ đã hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong việc khai thác về tinh khoáng hỗn hợp, tức là Rare Earth, để kềm chế Trung Quốc và Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì Mông Cổ được xem là một quốc gia có một cái đường biên giới cả Nga lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này đặc biệt lại có một cái nguồn à, nguyên liệu khổng lồ về Rare Earth, tức là tinh khoán hỗn hợp và hiện nay họ đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để khai thác tinh khoán hỗn hợp. Và các nhà phân tích cho biết đây là điều mà gọi là tách rời cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc lên lãnh thổ Mông Cổ và của Nga. À, Thủ tướng của Mông Cổ là Oyun Ender. À, đã lên đã viếng thăm Washington vào ngày 2 tây tháng 8 và được xem là đôi bên đã thảo luận rất nhiều về cái việc à, quan hệ song phương giữa hoa kỳ và mông cổ và trong đó họ sẽ cùng tham gia khai thác về riot bao gồm luôn cả chất đồng ở tại mông cổ và đây được xem là cuộc hợp tác mới nhất nhằm tách rời cái tầm ảnh hưởng của trung quốc và của nga ra khỏi lãnh thổ mông cổ mông cổ là một dãy quốc gia nằm ở giữa nga và trung quốc và nơi đây được xem là xưa nay nằm dưới tầm ảnh hưởng của trung quốc khá nhiều và lệ thuộc vào nền kinh tế của trung quốc khá nhiều tuy nhiên thì thủ tướng của của Mông cổ lại là một người có cái khuynh hướng cấp tiến và ông ta đã thúc đẩy sự tách rời nền kinh tế của Mông cổ ra khỏi Trung Quốc và việc khai thác này có thể sẽ dẫn tới sự nổi giận và trừng phạt từ phía Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái à, hoạt động khá mới của Hoa Kỳ nhằm có thể bắt đầu à, gây ảnh hưởng ở khu vực phía bắc của Á Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì. À, Phía Úc và thủ tướng của Úc là ông Albany đã lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho một ký giả gốc Úc người Hoa có tên là Chen Lee và ông nói rằng việc giam giữ 3 năm đã quá lâu. Bản tin mới nhất cho biết thủ tướng của Úc là ông Anthony Albany đã kêu gọi ngày thứ Bảy là Trung Quốc phải trả tự do cho một công dân Úc mà là ký giả có tên gọi là Chen Len. Bà này là người gốc Hoa à, và người, người, người Hoa và ông nói rằng là đã quá lâu và ông đang lo ngại về tình trạng của bà sau 3 năm bị Trung Quốc tống giam. Bà Chen đã được xem là đang bị giam giữ trong nhà tù của Trung Quốc và trong đó gần như bà đã bị cáo buộc là bị tội làm gián điệp cho à, phía của nước Úc. Và thông điệp này đã được chia ra với lại một số những cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ và kể cả trên trang Platform X. À, và trong đó một trong những đối tác của bà Chen là Nico đã đưa ra. Và trong đó, ông nói rằng là ông rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của bà và tôi nghĩ rằng 3 năm đã quá lâu và đã đã tới lúc mà nhà nước cộng sản Trung Quốc cần phải duyệt xét lại tình trạng của bà và trả tự do cho bà. Kelly là một công dân của Úc, bà đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp và bà không bị à không được đối xử một cách đàng hoàng và ông Amery cho biết nước úc đã áp lực để trả tự do cho bà ở mức độ gọi là đối thoại cấp cao với trung quốc trong việc gặp gỡ với các đối tác trung quốc đây được xem là một trong những cái áp lực của ông Amery đưa ra ngay sau khi mà trung quốc và úc đã bắt đầu có những cái thỏa thuận lại về vấn đề mậu dịch và trong đó trung quốc đã tháo bớt một số rào cản về mậu dịch dành cho nước úc đó là bản tin liên quan tới tình hình của úc và của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay tập cận bình đã bác bỏ việc cho rằng là các quốc gia đang phát triển tránh né cái diễn đàn một vành đai một con đường giới truyền thông của trung quốc trong ngày thứ bảy đã bác bỏ cả sự gọi là lên tiếng của khối tây phương cho rằng những quốc gia đang phát triển tìm cách tránh né cái một vành đai một con đường trong cái diễn đàn của trung quốc và nói rằng các lãnh đạo này sẽ được mời tham gia vào trong cái hội đoàn cái cuộc diễn đàn của trung quốc trung quốc đang có tham vọng thực hiện cái sáng kiến một vành đai một con đường chi hàng tỷ mỹ kim cho một cái dự án mà họ dựa trên cái con đường tơ lụa ngày xưa để thay thành lập một cái hệ thống gọi là trao đổi mậu dịch về hạ tầng cơ sở bao gồm đường xá các cái uh, phi đạo các cái uh, bến tàu và kể cả hệ thống đường đầy xe lửa và rất nhiều những quốc gia đang phát triển đã gia nhập vào trong cái uh, một vành đai một con đường của trung quốc tuy nhiên sau một thời gian gia nhập thì họ phát hiện ra đây là một thứ bảy nợ ngoại giao khiến cho họ bị thao túng về chính trị và mất dần tài sản của họ các quốc gia Tây Phương theo tuần trình của tờ Wall Street Journal trong tháng 7 cho biết là Pháp, Đức, Ý đã, và một số quốc gia của Âu Châu là không có mặt trong cái diễn đàn của một vành đai một con đường được diễn ra vào mùa thu năm nay và trong đó họ đang phản đối rất nhiều cái tính chất gọi là bảy nợ ngoại giao này tuy nhiên thì tờ báo lá cải của cộng sản Trung Quốc là tờ Global Times tức là hoàn cầu thời báo chỉ ra và nói rằng là hầu hết tất cả những quốc gia đang phát triển đều được mời tham dự vào trong cái diễn đàn này diễn ra tại Trung Quốc trên 150 quốc gia bao gồm luôn cả Nga đã bắt đầu uh, tham gia vào cái một vành đai một con đường kể từ khi mà Tập Cận Bình công bố vào năm 2012 và hầu hết tất cả những quốc gia này đều nằm tại Phi Châu. Trong khi đó thì ông Vladimir Putin đã viếng thăm Trung Quốc vào tháng 10, trong đó chỉ ra cho thấy rằng là Nga có thể tham gia vào một vành đai một con đường của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà phía Trung Quốc đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.